Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2024, gồm một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Cà Mau tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh và chương trình OCOP, từ đó hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các thành viên. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau, chỉ tính riêng tháng 7 năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới 3 hợp tác xã, nâng tổng số hiện có 228 hợp tác xã với hơn 3.700 thành viên, 939 tổ hợp tác và 28 trang trại. Các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, vượt khó, phát triển quy mô và thu nhập. Cùng với đó, hợp tác xã, tổ hợp tác làm cầu nối tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội như giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia đề án xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế, phát huy thế mạnh của địa phương. Thưa quý vị, hiện nay giá cua biển trên địa bàn quận Ngọc Hiển đang sụt giảm từ 20 tới 120 ngàn đồng một ký tùy loại. So với thời điểm đầu tháng 7 dương lịch, hiện giá cua gạch được thương lái thu mua giá 450 ngàn đồng một ký, giảm 50 ngàn đồng một ký, cua yên nhất 240 ngàn đồng một ký, giảm 120 ngàn đồng một ký, cua yếm vuông 160 ngàn đồng một ký, giảm 20 ngàn đồng một ký. Theo các thương lái, giá cua biển giảm là do đang vào vụ thu hoạch nên số lượng cua trong dân nhiều dẫn đến cung vượt cầu. Dự kiến giá cua sẽ tiếp tục giảm do thị trường chủ yếu trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc. Riêng thị trường trong nước do bước vào tháng 7 âm lịch trùng với thời điểm nhiều người ăn chay nên sức tiêu thụ cũng giảm. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của bão số 2 gây mưa lớn kéo dài, tại huyện U Minh, chỉ một xã đã có hơn 340 hectare lúa hè thu bị ngập úng. Nhiều diện tích lúa tới giai đoạn làm đồng khả năng thiệt hại hoàn toàn. Bà con nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng vụ lúa này. Bão số 2 đã qua hơn 10 ngày nay, nhưng những cánh đồng này vẫn chìm trong nước. Bà con cho biết do xạ muộn, khi lúa hơn 20 ngày thì gặp mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp. Tiếp đến là bão số 2 gây mưa kéo dài. Dù đã nỗ lực cứu lúa nhưng cũng bất thành. Muốn khóc luôn. Xạ lúc mà ấy là đều băng luôn đó. Mà khi mưa xuống là nó chết dần. Bỏ hổm cơn mưa áp thấp tới trước á là rút rồi, nó đỡ. Sau cơn bão 2 nó mới càng nhiều. Nó ngập mấy ngày trời, sổ không được. Nước chiều cường khi mà sáng sổ, chiều nước chiều cường nó lên là nó vẫn quay lại. Còn cánh đồng này cũng vừa xuống giống từ đầu tháng 6. Dù lúa đã tới giai đoạn làm đồng, cũng không tránh khỏi thiệt hại. Mưa lớn khiến cho bờ bao khu vực này chìm sâu trong nước. Nước mặn từ các ao nuôi tôm lân cận tràn vào ruộng lúa, gây thối rễ, chết dần. Người nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng vụ mùa này. Cái chân nó bị nhiễm mặn rồi. Rồi bây giờ nó vậy đó, rồi nó chỗ lên thì thấy cũng đẹp lắm. Mà tới nó ngậm sữa lại nó bị lép khoảng có nửa bông. Mùa này đây nó đâu còn chỗ nổi nữa đâu. Những ngày mưa nữa thì nó sập hết. Rồi nó xèo hết, bị nó bị chân mặn rồi. Nó đâu có còn mà giữ được cái hột lúa chắc nữa đâu. Mình mong muốn làm sao mà đừng có nước mặn nữa thôi chứ có nhiều thôi chứ không còn gì nữa. Vụ lúa hè thu năm nay, xã Khánh Lâm, huyện U Minh xuống giống hơn 2.500 hectare, nhưng có tới 340 hectare ngập úng. Nhiều năm nay, người dân địa phương đối diện với thực trạng trồng lúa nhưng phải mua gạo ăn vào cuối vụ. Quy hoạch sản xuất chưa phù hợp, vuông tôm nằm kề ruộng lúa, vùng đất trũng thấp và nằm kề cửa biển được cho là nguyên nhân của hiện tượng mất mùa nhiều năm trở lại đây. Đường nước á, nó không có thông thường, cống thì mở hơi trễ, rồi cái đường cống thì hơi nhỏ. Đáng lẽ nếu mà đầu tư ở trên đầu tư là phải có cái chạm bơm. Chạm bơm kịp thời, ví dụ như mình vừa ngập thì bơm ở liền, còn này chờ cái ý kiến chỉ đạo của dưới nữa rồi mở cống hơi trễ nên cái lượng nước nó ngập quá sâu lâu. Nên ảnh hưởng đến cây lúa. Vừa là giáp biển, nó cũng là cái vùng trũng thấp nên cái lượng mưa nó có lượng mưa lớn thì cái lượng nước thoát ra nó rất là chậm. Nên nó bị ảnh hưởng cái một phần nào về cái ngập úng. Thì hiện nay thì cũng như đề xuất như là có một số cái đập khép kín lại, cái gì công tác thủy lợi rồi thì nạo vét rồi với máy để mà bơm nước ra để mà phục vụ cho sản xuất. Hiện nay thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp,
khả năng tiếp tục sẽ ngập úng nếu có mưa lớn kéo dài. Người dân nơi đây đang rất cần giải pháp hữu hiệu nhất để cứu lúa, kéo giảm thiệt hại và hơn hết là ổn định sản xuất ở những vụ mùa tiếp theo. Thưa quý vị, thời gian qua do tình trạng thiếu hụt vaccine khiến nhiều trẻ trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa được tiêm hoặc tiêm không đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi. Do đó, miễn dịch phòng bệnh trong cộng đồng giảm, nguy cơ bệnh sởi lây lan và bùng phát rất cao. Theo ngành y tế Cà Mau, bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra. Bệnh lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi và tiếp xúc gần. Triệu chứng ban đầu của bệnh sởi như sốt cao, ho, chảy máu mũi và phát ban đỏ khắp cơ thể. Bệnh sởi có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong. Tính đến ngày 2 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 9 ca mắc sởi. Những ca mắc sởi này đều chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ các mũi vaccine phòng bệnh sởi. Hiện ngành y tế Cà Mau đang tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế để nhanh tiến độ tiêm chủng, giám sát chặt chẽ bệnh sởi trên địa bàn để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức hội nghị họp dân công bố quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Nam, đường vành đai số 1, phường 9, thành phố Cà Mau. Theo đó, vị trí quy hoạch tại khóm 4, khóm 5, phường 9 với diện tích hơn 35 ha. Khu dân cư hiện tại chỉnh trang và sắp xếp tái định cư, đầu tư xây dựng hoàn thiện và đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Trong giai đoạn ngắn hạn tới năm 2030, tập trung ưu tiên các dự án đầu tư xây dựng đường Đinh Tiên Hoàng nối dài, đường số 1 ngang trường chính trị, đường số 2 ngang chùa Từ Quang để kết nối hệ thống giao thông khu vực quy hoạch với các dự án lân cận và các trục đường chính đô thị. Theo đó, Phòng Quản lý đô thị thành phố Cà Mau chủ trì phối hợp với thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm công bố công khai các nội dung chính của đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới các tổ chức cá nhân trong phạm vi lập quy hoạch được biết theo quy định. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9 tới đây, Việt Nam sẽ tắt sóng điện thoại 2G. Tới thời điểm này, những chiếc điện thoại sử dụng SIM sóng 2G sẽ không thể nghe gọi được. Để hỗ trợ người dân, nhiều chương trình đã được các đơn vị viễn thông triển khai. Theo thói quen, ông Nguyễn Văn Hổ ở ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trang Giang Thời vẫn sử dụng điện thoại bàn phím. Máy được mua cách đây 7 năm, nếu chuyển từ 2G sang 4G, thiết bị sẽ không đáp ứng. Nắm thông tin khách hàng, đội ngũ tư vấn nhân viên Viettel huyện Trang Giang Thời đến tận nơi hướng dẫn cho ông, đồng thời cung cấp máy mới với mức giá hợp lý, cũng là loại sử dụng phím theo sở thích của ông Hổ. 7-8 năm rồi. Cái máy còn sim mười mấy năm, tài cũng quen rồi, chứ không xài cảm ứng. Bữa nay mình thấy các bạn đến đây tư vấn có thuận tiện mà có phù hợp với cái chi phí mình thấy bỏ ra. Có thuận tiện hợp lý cũng làm được, thôi cũng được. Lý chi phí cũng được, cũng 300 mấy thì cũng xài cũng được, cũng im. Các điểm bán điện thoại cũng nhanh chóng cập nhật các chương trình khuyến mãi mới, dòng máy phù hợp với nhu cầu và mức thu nhập của người dân. Kinh doanh điện thoại di động 11 năm tại xã Khánh Bình Tây, với đối tượng khách hàng chủ yếu sinh sống tại địa bàn nông thôn. Ông Nguyễn Văn Dũng cũng chủ động phối hợp với Viettel trưng bày một số mẫu điện thoại phù hợp với túi tiền người tiêu dùng trên địa bàn. Cắt sóng 2G đó, thì người dân người ta lại đây người ta cũng trao đổi máy rồi cũng nhiều, người ta mua máy mới cũng nhiều. Giá máy của Viettel thì giá này thì cũng tương đối ổn định rồi, cỡ đó là nó không cũng không cao. Nó cũng vừa cái giá để cho người dân người ta xài. Đổi lại 4G thì mình xài rất là tiện, nó cũng mạnh. Giá cả thì nó cũng bình dân chứ không có cao gì. Đồng hành với chuyển đổi sóng và hỗ trợ người dân, trong cao điểm từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8, Viettel Cà Mau đồng loạt triển khai các hoạt động ở khắp các huyện. Từ sáng ngày 1 tháng 8, 30 nhân viên Viettel huyện Trần Văn Thời đã phân chia theo địa bàn xã đến từng ấp để tiếp cận, trợ giúp khách hàng đang sử dụng điện thoại 2G. Trước đó, vào tháng 7, đơn vị cũng đã thông tin đến toàn bộ khách hàng đang sử dụng điện thoại di động đời cũ, không thích ứng 4G. Kết quả trong tháng có 50 thuê bao đã đổi máy. Theo dữ liệu, số lượng khách hàng đang sử dụng máy 2G tại huyện Trần Văn Thời là trên 770 thuê bao. Ngoài việc nhắn tin, gọi điện, tư vấn, tại huyện cũng có 44 điểm bán hỗ trợ người dân đổi máy. Đặc biệt là hành trình đến tận nơi giúp các hộ ở xa trung tâm, người cao tuổi để bà con có những lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Đi mua thì phải tốn công hơn nữa, khỏe hơn thì nói chung ổn định hơn, ngon hơn. Ngoài cái việc mà tư vấn đổi
máy từ 2G lên 4G thì cũng tư vấn cho người dân là khi mà chuyển đổi từ 2G lên 4G, 5G thì để người dân được trải nghiệm cái dịch vụ tốt nhất. Và bên cạnh đó thì có thể là người dân nắm bắt được một số cái thông tin cũng như là chuyển đổi số ở địa phương. Hạn cuối ngày 15 tháng 9 tới đây, Việt Nam sẽ tắt sóng điện thoại 2G. Thời điểm này, các doanh nghiệp viễn thông bước vào đợt cao điểm nước rút, mục tiêu giúp người dân dễ tiếp cận, có nhiều sự lựa chọn phù hợp với điều kiện của cá nhân để cùng cả nước tắt sóng 2G qua sóng 4G. Sử dụng thiết bị thông minh cũng sẽ giúp người dân tiếp cận với nhiều dịch vụ, trong đó có dịch vụ hành chính công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cùng chung tay thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại Cà Mau. Sáng nay, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn chuyên môn và kỹ thuật môn Taekwondo năm 2024. Trong 2 ngày, 444 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và võ sinh đến từ các câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn tỉnh sẽ được giảng viên hướng dẫn thuật ngữ, tên bài quyền, hệ thống văn bản mới, những kỹ thuật quy định trong bài quyền và giới thiệu các bài quyền mới, luật thi đấu và luật thi quyền. Hàng năm, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Cà Mau đều tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quy định mới của Liên đoàn Taekwondo. Qua đó nhằm nâng cao kỹ năng kiến thức cho đội ngũ huấn luyện viên để thực hiện tốt công tác huấn luyện, giảng dạy, giúp vận động viên tham gia thi đấu đạt thành tích cao. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thân ái chào tạm biệt.